Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Laptop Ultrabook mỏng nhẹ nhưng thiết kế sang trọng, cấu hình hiệu năng ổn định, mà giá lại học sinh sinh viên thì hiện tại chỉ có MSI Modern 14. Mặc dù là một hãng chuyên về các sản phẩm linh kiện và laptop gaming và chỉ có một vài sản phẩm thuộc dòng laptop văn phòng, tuy nhiên ít mà chất lượng. Từ lúc ra mắt vào năm 2018 cho đến nay thì MSI dòng Modern vẫn duy trì được sức ảnh hưởng cũng như là chất lượng và giá thành của sản phẩm đến đối tượng mà MSI hướng đến. Và với mức giá hơn 11 triệu đồng phiên bản mình đang có ở đây, trang bị Win 11 với Intel Core i3 thì MSI Modern 14 có xứng đáng để mua tại thời điểm hiện tại hay không thì cùng mình vào video nhé. Mặc dù thuộc phân khúc laptop giá rẻ nhưng chất lượng và độ hoàn thiện của MSI Modern 14 thì không chê vào đâu được. Toàn bộ máy được làm bằng hợp kim nhôm vừa chắc chắn sang trọng bền bỉ mà trọng lượng còn nhẹ khi máy chỉ nặng 1,3 kg. Đạt độ bền chuẩn quân đội là tiêu chuẩn mà MSI đặt ra cho các mẫu laptop của mình. Và đương nhiên MSI Modern 14 cũng không phải là ngoại lệ. Hạn chế va đập thấp nhất, chịu được môi trường khắc nghiệt sẽ giúp các bạn yên tâm hơn khi sử dụng. Và nếu để xét về độ mỏng nhẹ và khả năng linh hoạt cũng như là nhỏ gọn và với mức giá quá tốt thì rất ít hãng có thể vượt qua được MSI Modern 14. Nhẹ 1,3 kg, độ dày 16.9 mm, cầm bằng một tay cực kỳ dễ. Thiết kế vẫn giống như với các phiên bản trước đây, thanh lịch và sang trọng với tông màu xám hiện đại, dễ sử dụng cho dù các bạn là nam hay nữ. Và phục vụ mục đích học tập thì chắc chắn các bạn sẽ phải gõ văn bản khá là nhiều, nên MSI đã trang bị bản lề dạng nâng sẽ tạo một góc nghiêng để các bạn thao tác tay thoải mái. Bản lề có thể mở được một góc 180 độ rất phù hợp khi các bạn học nhóm hay trao đổi thông tin với người đối diện. Và vì hệ thống tản nhiệt của MSI Modern 14 chỉ có một quạt, tuy nhiên thì có thể điều chỉnh thông qua MSI Center để tăng cường lượng gió hút vào, kết hợp với góc nâng của bản lề giúp máy tản nhiệt tốt hơn. Và cấu hình chắc chắn sẽ là một điểm mà người dùng quan tâm trên Modern 14 phiên bản này. Và như đã nói từ đầu thì laptop Ultrabook được trang bị Intel Core i3-1115G4, 8GB RAM nhưng nâng cấp tối đa được 64GB, 256GB SSD và Intel UHD Graphics. Và xét về tổng quan thì hiệu năng của máy tốt đối với nhu cầu làm văn phòng, sáng tạo content, lướt web, kết hợp cùng với việc thiết kế đồ họa 2D nhẹ nhàng hoặc chỉnh sửa video cơ bản. Và màn hình cũng vẫn giống với các phiên bản trước, 14 inch, Full HD, tấm nền IPS, tần số quét là 60Hz, 45% NTSC và ba cạnh viền mỏng sẽ cho các bạn góc nhìn rộng hơn, khả năng quan sát tối ưu hơn. Và là một chiếc laptop văn phòng để phục vụ các nhu cầu cơ bản thì mình nghĩ với những thông số của màn hình này là đủ để giải trí và làm tác vụ văn phòng. Và ở phía cạnh trên thì webcam vẫn được trang bị và độ phân giải là HD, chất lượng đủ tốt để các bạn có thể học tập và làm việc trực tuyến. Và xuống đến phần bên dưới là bàn phím thì gõ khá tốt, layout rõ ràng và các bạn sẽ không lo bị bấm nhầm. Thêm vào đó thì bàn phím còn hỗ trợ đèn nền cho các bạn có thể sử dụng được trong môi trường thiếu sáng hay thay đổi được độ sáng bằng cách ấn vào phím F8. Và phần touchpad tracking tốt, mượt mà, độ trễ thấp, diện tích vừa đủ với một chiếc laptop 14 inch. Và ở đây thì MSI Modern 14 được trang bị cổng kết nối gồm hai cổng USB Type-A, jack audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C, khe thẻ SD. Và tổng kết lại thì MSI Modern 14 là một chiếc máy đa tác vụ, cấu hình có khả năng nâng cấp, thiết kế mỏng, nhẹ, đẹp. Lại còn sang nữa thì MSI Modern 14 vẫn rất đáng để mua trong phân khúc laptop văn phòng. Và cuối cùng, link sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.